Chào mừng các em học sinh tham gia lớp học trực tuyến môn ngữ văn 7. Các em thân mến, trong cuộc sống, khi nói cũng như khi viết, đã đôi lần các em sử dụng câu đặc biệt mà các em không hề biết. Vậy, thế nào là câu đặc biệt? Và câu đặc biệt có tác dụng gì? Thì tiết học hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Các em lấy vở ghi bài, câu đặc biệt. Một la mã, thế nào là câu đặc biệt? Một nhỏ, ví dụ. Cô sẽ đọc ví dụ trong sách giáo khoa. Ôi, em Thủy! Tiếng kêu sửng sốt của cô giáo làm tôi giật mình. Em tôi bước vào lớp, của tác giả Khánh Hoài. Các em hãy trả lời câu hỏi sau. Câu in đậm có cấu tạo như thế nào? A. Đó là một câu bình thường có đủ chủ ngữ và bị ngữ. B. Đó là một câu rút gọn, lược bỏ chủ ngữ lẫn bị ngữ. C. Đó là một câu không thể có chủ ngữ và bị ngữ. Đúng rồi, các em chọn đáp án C là đúng đó. Đó là một câu không thể có chủ ngữ và bị ngữ. Vì sao chúng ta lại chọn nó là một câu không thể có chủ ngữ và bị ngữ? Chúng ta sẽ phân tích ở câu số 2 và câu số 3 để thấy rõ điều đó nha. Ở câu số 2, tiếng kêu sửng sốt của cô giáo làm tôi giật mình. Thì tiếng kêu sửng sốt của cô giáo là chủ ngữ, làm tôi giật mình là bị ngữ. Câu số 3, em tôi bước vào lớp, thì em tôi là chủ ngữ, bước vào lớp là bị ngữ. Vậy rõ ràng chúng ta thấy rằng là cả câu số 2 và câu số 3 đều có cấu tạo đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Riêng câu số 1 thì nó không hề có chủ ngữ và vị ngữ. Các em rút ra nhận xét. Vậy một câu mà không có cấu tạo theo mô hình chủ ngữ, vị ngữ thì cô gọi đó là câu đặc biệt. Theo em, thế nào là câu đặc biệt? À, câu đặc biệt là câu không có cấu tạo theo mô hình chủ ngữ vị ngữ. Và đó cũng chính là nội dung phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 28. Cô sẽ đọc lại phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 28. Câu đặc biệt là loại câu không có cấu tạo theo mô hình chủ ngữ vị ngữ. Để cái khắc sau cái kiến thức, cô có ví dụ sau. Cho biết câu nào là câu rút gọn, câu nào là câu đặc biệt trong những câu in đậm sau. A. Chị gặp anh ấy bao giờ? Một đêm mùa xuân. B. Một đêm mùa xuân, trên dòng sông êm ả, cái đò cũ của bác tài phán từ từ trôi. À, rõ ràng chúng ta thấy rằng câu một đêm mùa xuân ở ví dụ A thì nó là câu rút gọn, bởi vì nó lược bỏ đi cái thành phần chủ ngữ và bị ngữ. Đáng lẽ duyên văn của nó là chị gặp anh ấy vào một đêm mùa xuân ha. Nhưng ở đây chỉ có cái phần chạm ngữ một đêm mùa xuân ha. Ở câu B, một đêm mùa xuân, nó là câu đặc biệt, bởi vì nó không hề có chủ ngữ bị ngữ. Vậy thì thông qua cái việc phân tích với hai cái ví dụ này, em hãy so sánh và chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa câu đặc biệt và câu rút gọn. À, giống nhau giữa câu đặc biệt và câu rút gọn đó là cả hai đều có cấu tạo gồm một từ hoặc một cụm từ ngắn gọn, truyền tải thông tin nhanh. Nhưng nó khác nhau ở chỗ câu rút gọn á, thì nó là một loại câu được lược bỏ đi cái chủ ngữ vị ngữ hoặc cả chủ ngữ lẫn vị ngữ. Thứ hai, nó có thể khôi phục lại thành phần đã bị lược bỏ. Và thứ ba, phải đặt trong ngữ cảnh mới có thể hiểu được câu rút gọn. Còn câu đặc biệt thì nó lại là một loại câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ vị ngữ. Và câu đặc biệt đứng riêng một mình vẫn có thể hiểu được. Cô vừa phân tích được cái sự khác và giống nhau giữa câu đặc biệt với câu rút gọn. Và thì khi các em sử dụng câu đặc biệt thì chúng ta phải lưu ý điều này nhé. Chúng ta vừa tìm hiểu xong cái thế nào là câu đặc biệt. Vậy thì tác dụng của câu đặc biệt ra sao? Thì chúng ta qua phần hai la mã tác dụng của câu đặc biệt. Một nhỏ,
Xếp ví dụ sách giáo khoa trang 28. Trong sách giáo khoa nó cho 4 ví dụ. Và ứng với 4 ví dụ này là có 4 tác dụng. Nhiệm vụ của các em đó là chép vào vở rồi đánh dấu vào ô thích hợp. Cô sẽ đi phân tích từng ví dụ. Ở ví dụ 1, một đêm mùa xuân trên dòng sông êm ả, cái đò cũ của bác tài phán từ từ trôi của tác giả Minh Hồng. Thì một đêm mùa xuân là câu đặc biệt có tác dụng đó là xác định thời gian nơi chốn. Ở ví dụ 2, đoàn người nhốn nháo lên, tiếng reo, tiếng vỗ tay của Nam Cao. Thì trong ví dụ này nó có hai câu đặc biệt. Tác dụng là liệt kê thông báo về sự tồn tại của sự vật hiện tượng. Ở ví dụ 3, trời ơi, cô giáo tái mặt và nước mắt giàn giụa, tụi nhỏ cũng mỗi lúc một to hơn của tác giả Khánh Hoài. Thì câu trời ơi là câu đặc biệt có tác dụng là bộc lộ cảm xúc. Ví dụ thứ tư, An gào lên, Sơn, Sơn ơi, xin lỗi, An gào lên, Sơn, em Sơn, Sơn ơi, chị An ơi. Sơn đã nhìn thấy chị của Nguyễn Đình Thi. Thì trong ví dụ thứ tư này nó có 4 cái câu đặc biệt, và 4 câu đặc biệt này nó có tác dụng đó là đại đáp. Vậy thì thông qua cái việc phân tích 4 cái ví dụ trong sách giáo khoa thì các em hãy rút ra được là câu đặc biệt nó có tác dụng gì. Câu đặc biệt nó có tác dụng đó là bộc lộ được cảm xúc. Thứ hai, nó liệt kê thông báo về sự tồn tại của sự vật hiện tượng. Thứ ba là xác định được thời gian nơi trốn. Và thứ tư, đó là dùng để loại đáp. Và đây cũng chính là cái phần nội dung ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 29. Các em ghi bằng vở. Hai nhỏ ghi nhớ sách giáo khoa trang 29. Cô sẽ đọc lại cái phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 29. Câu đặc biệt thường được dùng để nêu lên thời gian nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn, liệt kê thông báo về sự tồn tại của sự vật hiện tượng, bộc lộ cảm xúc, gọi đáp. Cô đã trình bày xong về nội dung kiến thức, thế nào là câu đặc biệt cũng như tác dụng của câu đặc biệt. Vậy thì để đi khắc sâu hơn cái kiến thức thì chúng ta sẽ đi qua cái phần luyện tập. Ở cái phần luyện tập này, ở bài tập số 1 và tập số 2, cô sẽ gộp lại thành một bài. Cô sẽ đọc yêu cầu bài tập. Tìm trong các ví dụ dưới đây những câu đặc biệt và câu rút gọn. Mỗi câu đặc biệt và rút gọn em vừa tìm được trong bài có tác dụng gì? Chúng ta sẽ đi phân tích ở bài tập A. Cô đọc bài tập A. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy, nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những thức cổ quý ấy, kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là ở cái bài tập A này nó không hề có câu đặc biệt mà nó chỉ có câu rút gọn. Và câu rút gọn thứ nhất đó là có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Câu thứ hai đó là nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Và câu thứ ba là nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến. Vậy thì vì sao các em nói rằng nó là câu rút gọn? Bởi vì cả ba câu này đều rút gọn đi cái thành phần chủ ngữ mà. Và các em thấy là ở câu thứ nhất và câu thứ hai là nó rút gọn đi cái chủ ngữ tinh thần yêu nước. Và ở câu thứ ba thì nó rút gọn đi cái chủ ngữ của chúng ta. Vậy thì ba câu rút gọn này nó có tác dụng là gì em?
Nó có tác dụng đó là câu, làm cho câu văn ngắn gọn hơn, thông tin nhanh hơn và tránh lặp lại từ. Chúng ta sẽ đi vào phần B. Cô đọc bài tập B. Đứng trước tổ dế, ong xanh khẽ vỗ cánh, uốn mình dương cặp răng rộng và nhọn như đôi gọng kìm, rồi thoát cái lao nhanh xuống hang sâu. 3 giây, 4 giây, 5 giây. Lâu quá, cô phụ Tú Lan. Vậy thì trong cái bài tập này rõ ràng các em thấy rằng nó không hề có câu rút gọn mà nó chỉ có câu đặc biệt này. Vậy thì nó có bốn câu đặc biệt. Câu đặc biệt thứ nhất đó là 3 giây, thứ hai 4 giây, thứ ba là 5 giây, thứ tư là lâu quá. Vậy thì bốn câu đặc biệt này nó sẽ có tác dụng gì ha? Bốn câu đặc biệt này nó có tác dụng đó là dùng để xác định được thời gian, và thứ hai đó là bộc lộ cảm xúc. Năm ở câu số 1, số 2, số 3 thì nó xác định thời gian, còn câu số 4 là bộc lộ cảm xúc. Cái gì này chúng ta làm bài tập C. Cô đọc bài tập C. Sóng ầm ầm đập vào những tảng đá lớn ven bờ, gió biển thổi lồng lộng, ngoài kia là ánh đèn sáng rọi của một con tàu, một hồi còi của Nguyễn Chí Hưng. Ở bài tập này chúng ta thấy rằng là nó không hề có câu đúc gọn mà nó chỉ có câu đặc biệt. Câu đặc biệt đó là câu một hồi còi. Vậy thì tác dụng của câu đặc biệt này là gì các em? Đó là dùng để thông báo sự xuất hiện tồn tại của sự vật hiện tượng. Các em ghi bài. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập D. Cô đọc bài tập D. Chim sâu hỏi chiếc lá: lá ơi, hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi. Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu, của Trần Hoài Dương. Vậy thì trong cái bài tập D này nó phải có cả hai câu loại câu ha. Thứ nhất là câu rút gọn, thứ hai là câu đặc biệt. Câu đặc biệt là câu lá ơi, còn câu rút gọn là hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi và bình thường lắm chẳng có gì đáng kể đâu. Câu rút gọn nó có câu số 3 và câu số 4. Vậy thì tác dụng của câu đặc biệt và câu tích phận trong cái bài tập D đó là gì nha? Tác dụng của câu đặc biệt là dùng để loại đáp, và cái câu rút gọn thì nó là tránh lặp lại từ, là thông tin nhanh hơn. Em đi bài. Chúng ta đã làm xong bài tập 1, bài tập 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào làm bài tập 3. Cô sẽ đọc yêu cầu của bài tập số 3. Bài tập số 3 là viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu tả cảnh quê hương em, trong đó có một vài câu đặc biệt. Ở bài tập này khi em về nhà làm, chú ý là cái chủ đề của nó là tả cảnh quê hương em nha, trong đó có một vài câu đặc biệt. Bài tập này các em làm, sau đó cô sẽ chấm điểm. Bài học, trước khi chúng ta kết thúc bài học thì cô sẽ hướng dẫn các em học ở nhà. Thứ nhất là các em phải về nhà học bài, thứ hai là phải làm bài tập số 3, và thứ ba là soạn bài tiếp theo, đó là bài thêm trạng ngữ cho con. Tiết học của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Xin chào các em và hẹn gặp lại.